Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng có một ít đồ bãi để lên cho mọi người. Thì anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là cái phần tiêu đề. Thì như thường lệ, trước khi đi vào clip, em Thắng sẽ nhắc lại hình thức giao dịch bên em. Thì đối với bên em sẽ có hai hình thức giao dịch. Nếu như anh em là mình chuyển khoản, em Thắng sẽ bao ship. Còn ship code, mọi người vui lòng gửi thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em. Rồi, thì để không làm mất thời gian của mọi người thì em Thắng xin vào luôn cái mã số đầu tiên. Rồi, mã số 1 đầu tiên này thì em có mấy cái chìa khóa của KTC này, ba chìa khóa đầu miệng và một cái chìa khóa hai đầu vòng, hai đầu đầu miệng ha. Thì cái này em bán combo 3 chiếc và 3 chiếc này thì thông số nó khác nhau. Rồi đầu tiên thì em sẽ vào những cái chiếc chìa khóa nhỏ này. Đầu tiên là con này là con 8 ly này của KTC, thì anh em mình có thể mua về cho đủ bộ nha. Đây, đầu miệng, đầu vòng. Thì cái con đầu vòng này nó cái kiểu nó nhỏ, nó lắm đắt, em không có vệ sinh được. Anh em mình có thể về vệ sinh thêm giúp em hoặc là mình đem xài cũng được ha, không có vấn đề gì hết. Của KTC 8 ly. Rồi tiếp theo là con 10 ly. Đó. Đầu cũng đẹp anh em, miệng cũng đẹp này. Con này là con 10 ly ha, nó tương tự, nó cũng có những cái vết lắm đắt bên trong ha. Rồi con này là 12 ly, ba số chẵn anh em, 8, 10, 12. Đó, ba cây của KTC. Rồi thì em đi kèm với mọi người là một cái con 6 và 7 nữa. Đó, 6 và 7 ly này, con này hai đầu miệng miệng hở ha. Của KTC thì đó, thì con này là thông số như sau, em sẽ đọc lại. 6, 7, 8, 10 và 12, 4 chiếc. Rồi anh em nào thích 4 chiếc KTC này loại nhỏ ha, mọi người cho giúp em mã số là A1. Rồi 4 chiếc này em để giá 250, 250 nghìn nha, A1. Tiếp theo, mã số A2. A2 thì em có một con KTC, con này là cái dòng MS2, dòng này là cái dòng cao tiền hơn so với hai những con kia. Đó, KTC Made in Japan ha. Thì con này là mở ốc 14 ly. Tình trạng của mình anh em mình thấy cũng còn khá là ok nha, hàng 7. Đó. Đây KTC MS2 nha, dòng này là MS2 này. Đó, 14 ly. Đó, đầu bên trong cũng vậy nha, nó có những vết lắm đắt ha. Chứ còn ren cỏ nó còn đẹp. Anh em mình xài. Rồi, con KTC 14 ly này thì nó có tổng chiều dài mình đo được là 19 cm nha mọi người. 19 cm. Và mã số cho cái con KTC này là A2. Con này em để giá là 150.000 ha. Tiếp theo, mã A3. A3 thì em có một cái con khóa KTC nữa. Con này thì số 12 14, hai đầu vòng. Hai đầu vòng ha, 12 14. Đây KTC Thép Bảo Lifestyle. Thì đầu vòng của mình cũng còn khá là đẹp, nó cũng có những vết lắm nha anh em. Thì nói chung hàng 7 thì nó sẽ có những vết lắm bên trong, chứ còn ren cỏ thì nói chung là không có vấn đề gì hết. Con này thì nó dài tầm khoảng là một găng tay của em ha, tầm khoảng là 22 cm. Mã số là A3 giúp em. Con này giá 100.000. Tiếp theo A4. A4 thì em có một con KTC, con này là dòng MS này. Đó, dòng có 27 ly này. Đó, dòng này nếu mà anh em mình muốn giá khá là cao luôn, con này khá là cao nha. Nhưng mà con này người ta cũng có chế độ này, người ta cũng có cái kiểu người ta bỏ cho người ta ràng ràng xong người ta bẻ lại một tí này, nó cong là để cho nó mở, không có sát nha anh em. Nên là cái này là người ta đã có xử lý rồi ha, có xử lý rồi này, anh em thấy còn nguyên vẹn hết nha. Cho mà người ta có thể là người ta bỏ vô cái lò ràng hay là gì đó nhiệt độ cao thì để người ta bẻ nó không có bị gãy, nên là anh em mình thấy người ta đã xử lý hết rồi, chứ không phải là nó bị nứt hay là người ta hàng nha anh em. Nó là nguyên zin ha, người ta đã có qua xử lý để cho phù hợp với công việc, thì anh em mình xem có phù hợp với công việc thì mình chốt nha. Thì cái này là có 27 ly, một đầu miệng một đầu vòng, tình trạng của mình thì nó còn khá là ok, ren cỏ không có dập. 27 ly ha, KTC dòng MS2 này, dòng khóa bự. Thì cái này nguyên bản của mình, nếu mà nó là nguyên bản nó cao lắm. Còn cái này thì 7 em để giá 180 nha. Đó, tình trạng thì em đã quay cho mọi người rồi, 180.000 A4. Đó, đây. Rồi, cái con khóa này thì nó dài được tổng thể
là 36 sen nha anh em, dài được là 36 cm. À, con này thì đã có qua xử lý nên là em để giá là 180.000, mã số là A4. A5 thì em có một cặp khóa con beta của Ý nha. Cặp này ở trên thị trường thì nó khá là ít, chúng mua một số anh bán hàng mới thì của anh không nhập nhiều, tại vì cái dòng này là dòng đắt tiền nên là nó anh không có nhập nhiều ha. Đó, dòng này là dòng của beta này, beta 90 độ là hai cái đầu vòng này nó quắp xuống 90 độ như thế này nha anh em. Đó thì em bán một cặp mà, một cặp của mình là sẽ gồm có những số như sau: 19, 22 và 21, 23. Đó, bốn số nha. Beta Italy ha. Đó, của hàng của Ý nha anh em, hàng beta. Đó, là hình thức hai bên. Đó. Rồi, đây là đầu vòng. Đầu vòng thì nói chung là nó cũng còn khá là đẹp rồi. Không có bị loe vậy ha. Đó, của beta Ý. Cặp này nó có bự nên anh em, nó cũng bự nha. Mỗi con thì nó có tổng chiều dài á, mình đo được là gần 30 cm. Và nguyên một cặp này thì em để giá là A5 ha, giá 300.000 giúp em. Đây A5 ha, A5 giá 300.000. Tiếp theo mã số A6. A6 thì em có một cây khóa vòng đảo chiều hai đầu ha, một cây khóa vòng đây A6 ha, một cây khóa vòng đầu miệng như thế này nha anh em. Đầu miệng như thế này. Đây. Đó. Và đây là cái đầu vòng. Thì đầu vòng của mình thì nó thiết kế kiểu là bánh cốc ha. Và rang cỏ đồ nói chung nó còn khá là mới. Thì cái này là em về số lượng nhiều. Hàng này là hàng bãi Nhật nha. Nhưng mà là xuất xứ của mình nó được gia công tại Taiwan. Và nó xuất về thị trường Nhật. Đó. Sau đó người ta thanh lý về thị trường Việt Nam mình đây ha. Tunkin. 1 năm 2029 ha. Đó, 14 ly, tình trạng của mình là nó chưa có xài. Đó, thiết kế kiểu vào bên cốc có đảo chiều như thế này ha. Đó. Đây, đảo chiều qua. Thì con này nó có tổng chiều dài á, mình đo được là 20 cm. Và anh em nào thích cây khóa 14 này, mọi người cho giúp em mã số là A6 ha, giá 120.000. A7 thì tương tự, cũng là cây khóa 14. Cây này thì nó cũng thiết kế kiểu bên cốc. Đó. Thì bên cốc nó sẽ theo cái mũi tên như thế này ha, là anh em mình vặn vặn ra này, ngược chiều lại thì mũi tên đi lên là anh em mình vặn vào, và nó có thiết kế gật gù 90 độ như thế này ha. Thì mỗi con có mỗi thiết kế khác nhau, cũng cùng một hãng của Tunkin luôn ha, nó đều là khóa 14 ly hết. Rồi anh em thích con này thì mã số của mình là A7 nha, 130.000, chưa qua sử dụng nha anh em, chưa qua cái sử dụng ha. A7 130.000. Tiếp theo thì em có một cây cưa này, cây cưa này là hàng mới chưa có xài. Đó, cái cưa này thì của thương hiệu là Sabuten, hàng chuẩn nội địa nha, Made in Japan. Đó, này thì hàng kho em về cũng rất là nhiều luôn. Đây Made in Japan này, sản xuất 100% tại Nhật của hãng Sabuten ha. Đó, dòng này thì cái lưỡi của mình nó sẽ có rất là nhiều dòng, 2 tấc 1, 2 tấc 4, 2 tấc 7, 3 tấc và 3 tấc rưỡi. Thì cái con mà em đang giới thiệu cho mọi người đây là cái con dài nhất ha. Độ dài của mình là 350 mm ha, 350 mm, Made in Japan. Đây là cái phần chi tiết răng lưỡi cưa của mình. Đó. Răng này thì anh em mình cưa những cành tươi hay là những cái cây hoa quả cái trái đồ rất là mau. Chưa xài nha, hàng mới 100%. Cán của mình nhựa và tay cầm của mình thì nó thiết kế những cái kẻ sọc cái này mình cầm này nó không có bị trơn. Rồi, một cây cưa mới hoàn toàn ha. Anh em nào thích cây cưa mới này, mọi người cho giúp em mã số là cưa Sabuten nha. Cây cưa Sabuten giá 280, chuyển khoản bao ship luôn. 280.000 một con, thì hiện tại thì em còn tầm khoảng là mười mấy con á. Cưa Sabuten 280. Tiếp theo coi lại mã số A8. A8 thì em có một cái bộ độc mỹ nghệ của Safety ha. À, đây Safety đây. À, logo chữ Nhật thì nó sẽ nằm bên này nha. Đó đây. Đây hình thức thì cái hộp của mình còn khá là đẹp. Đó, mình open thì mình kéo xuống này, để này open mở xuống này, nó kéo xuống thì nó sẽ ra. Thì nó sẽ gồm có 5 cây, đầu tiên của mình là một cây cam. Anh em thấy không? Đây. Một cam ha. Đó. Rồi cây thứ hai. Đây, chỉ thị cây thứ hai ha. Rồi, chi tiết cây thứ ba.
Rồi tiếp theo, cái số 4. Rồi, và cái cuối cùng cái thứ 5 ha. Hình thức nó 5 cây. Tình trạng của mình là chưa xả hết nha anh em, chưa xả hết. Rất đẹp ha, mỗi cây mỗi màu. Rồi thì em Thắng sẽ lấy một cây và em sẽ đo cái chiều dài cho mọi người. Chiều dài tổng thể của cây đục này là nó dài được là 16 cm nha. Và mã số của mình á là A8. Đấy, đắm lại thì mình đưa lên thôi, nó sẽ giữ lại ha. Rồi A8 nha, bộ này em để giá 200.000. Một cái bộ đục mỹ nghệ ha. Tiếp theo A9. A9 thì em có một cây kìm tuốt dây điện. Cái này là nút tuốt dây 3 nha. Đó, của MCC tình trạng của mình còn khá là đẹp. Ở đây mình thấy ốc vít đồ, những cái phe đồ này nó là còn ngon lành hết ra. Đó. Đây rang đồ cũng rất là đẹp. Đây. Đó. Em xin tổng quan ha, đây. Đó. Lưỡi két đồ còn ngon lành hết ra, đang phao hết à, cho không có xét xít gì đâu nha anh em. Đó. Một cái kìm tuốt dây điện thì cái này là nó tuốt lõa 3 luôn này. Cái này em nghĩ là nó tuốt cái dây điện một cái lõa bên ngoài và cái này là tuốt 3 dây bên trong ha. Đó, và cái kìm tuốt dây của MCC nha. MCC còn khá là đẹp. Rồi anh em nào thích cái kìm tuốt dây này, mọi người chơi giúp em mã số là A9. Rồi A9 con này giá 280 giúp em nha. Theo A10. A10 thì em có một cây vít vít lắc ha, của thương hiệu Power. Đó. Đây thương hiệu Power ha. Cán thì loại hồ lô và vít của mình là vít lắc tự động. Đây. Đảo chiều. Đó, bật xuống. Rồi đảo vít của mình là đảo vít dương BH2. Đây là bốn cái khía cạnh của cây tua vít. Tổng chiều dài mình đo được là 24 cm nha. Đó, anh em mình thích cái vít lát đảo chiều tự động này, mọi người cho giúp em mã số là A10. Con này giá 100.000 ha. A11, cây này là một cái vít đóng. Đây, có xài rồi. Của thương hiệu Anet. Cái dòng này là cái mũi vít có rất là hay ha. Đây. Đó, cái mũi vít nó như thế nào nha anh em. Chứ không phải là nó mòn nó nha, nó thiết kế kiểu như thế này nè. Đó, thì đây này nó có để thông số gì nè. No 3960 ha, made in Japan. Đầu vít của mình là đầu vít từ 6 của thương hiệu là Anet. Con này thì nó có tổng chiều dài mình đo được là 22 cm. Đây là cái đầu đóng của mình. Miếng thép. Rồi con này mã số là A11. Giá là 100.000 nha. Đầu vít anh em thấy đen xì này rất là cứng ha. Những cái vít đóng thì đầu vít nó làm rất là cứng. A11 giá 100.000. A12. A12 thì em có một cái thước. Một cái thước 3,5 m của KDS ha. 3,5 m của KDS dòng New Lock. Đây. Hàng bãi 3,5 m, 2 dấu rít nội địa Nhật, made in Japan. Thì tình trạng thì nói chung là hàng bãi người ta cũng đã có xài rồi, nhưng mà văn thước đó nên mình thấy còn khá là đẹp. Có khóa chặn ha, New Lock nó nằm ra nè, đó. Mở là nó ra này, đi nè, đó. Thì cái thước 3,5 m này em để giá 100. A12 ha. Thước hàng bãi. A13. Một cây sủi, cái này thì nó còn đang bao luôn. Nói chung để bãi nó năm bao thì nó năm lắm thôi. Của hãng Kazawa nha anh em, Kazawa này nó rất là quen thuộc với anh em. Đây, nó còn tem này để anh em mình sủi ha. Này, bao ngoài bao trong rất là nhiều. Đó. Có cái dụng cụ này em biết để làm gì luôn. Đó, lưỡi thì để lâu ngày nữa không? Lưỡi để lâu ngày nó đen luôn này. Scrubber ha. Đây cán thì nó lắm lắm vô mình để bãi thôi nha anh em. Chứ cái này thì nó còn khá là đẹp, nó còn đang bao bì luôn. Dài 30 cm. Ha, đây em chưa có vệ sinh nè, tại vì cái hàng bãi nói chung là nó còn những cái vết lắm đắt rồi thôi. Đây tổng chiều dài mình đo được là 30 cm nha. Mã số là A13 200. A14 em có một cây kìm nhọn rất là đẹp này, nó đến từ thương hiệu Hyundai ha. Nó mày kìm em thấy không, em vệ sinh tra dầu nó bóng loáng rất là đẹp luôn. Đang kìm rồi nè. Đó. Cái kim nhọn ha, vỏ màu xanh. Đây. Cứng ngắt luôn nha anh em. Đó, ha. Ngọt.
Tổng chiều dài của cây kim nhọn này nó dài được là 16.5 nha. A14 con này giá 100. A15 một cái kim cắt, con này cũng còn rất đẹp của thương hiệu Trimax. Đó, có một lỗ tròn tốt. Mài kim nữa nói chung cũng còn khá là sáng sủa ha. Một lỗ tròn tốt này. Đây là chi tiết lưỡi cắt, thì lưỡi cắt thì nó bên trên nó hơi hở hở tí, không ảnh hưởng gì nhiều. Anh em mình cắt rất là ngon. Đây, em sẽ cắt thử cho mọi người này. Đó, ha. Đó. Rất là ngon ha, có một lỗ tròn tốt luôn. Vỏ kim nó còn rất là đẹp. Không có bị rách, không có bị cắn cá. Tổng chiều dài 16.5 sen và mã số của mình là A15. A15 ha, 100.000. A16 một cái kim nhọn mới rê dài nha, size dài luôn nè. Có lò xo tự lực, dài tới gần 20 sen nha. Cái kim nhọn nó dài gần 20 sen thì cái đầu mũi trên này anh em thấy để bãi thì nó chỗ này nó có bị quinh ra một cái nhẹ, anh em mình có thể gì mình gõ lại ha. Thì nói chung là hàng nguyên xin em để nguyên nguyên thôi. Cái mũi này thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều ha. Mài kim Mary có lò xo trợ lực, lưỡi cắt đẹp, vỏ ok, không có cắn cá gì hết ha. Lâu lâu mới có được một cái kim nhọn bự ha, nhưng mà người bù lại cái này thì cái mũi nó hơi cong tí. Rồi con này thì em để giá 150, mã số là A16, 150.000. A17 một cái kim cắt rất là độc ha, quân đen san rất là dài luôn. Nó thiết kế kiểu góc xéo như thế này ha, và có bấm ép code nữa. Này của thương hiệu Densan, Densan hàng nội địa nha anh em. Đó. Chỗ này thì nó hơi rỗ tí này, nhưng không ảnh hưởng gì đến lưỡi cát của mình, anh em thấy nó còn khá là ok. Đây. Lưỡi cát thì người ta cũng cát lưỡi nó mỏng mỏng nữa, anh em thấy nó có những cái vết râm chỗ này này. Không sao, nói chung là anh em mình xài được rất là ngon ha. Rất là chắc ha. Và nó thiết kế góc xéo này, anh em mình cát không có đụng tay. Ép code nữa, kiểu dáng cong cong rất là độc ha. Của Densan, đây là lưỡi cát mình phía sau mình nhìn tới. Cát bấm rất là ngọt nha anh em. Và kim này nó khá là hay ha. Vừa cát góc xéo được và có ép code nữa. Con này thì nó dài được tổng thể 19 gần 20 sen nè anh em ha. 19 gần 20 sen là bự ha. Rồi con này em để giá 200.000. Vỏ đồ rất là đẹp nha, vỏ cắn nhúng. Vỏ nhung ha. Đó, cầm rất êm tay, không có bị rách, không có bị cắn. Có ép code A17 giá 200. A18 một cái kim cắt Calentun của Mỹ, kiểu con cá. Đây, trong là hàng của Mỹ thì anh em thấy này nó hơi kiểu để bãi, nó cũng mặt kim nó cũng không có còn mới lắm. Đây. Chữ luôn anh em mình nhìn cũng còn thấy nè anh em. Đó. Anh em thấy không? Vẫn còn thấy chữ được này. Thì con này là của Calentun thì cũng cá đó nè. Ông già lấy cục điện ha. Đó thì nó cũng thiết kế kiểu quáp 15 độ như này ha, để anh em mình cắt không có bị đụng tay. Đó, và con cá thì đây là anh em mình thấy trên mặt kìm thì nó có một cái lỗ khoan với lại cái lưỡi cát, thì anh em mình thấy sẽ hình thức nó như thế nào nha. Đây là nhìn phía sau mình nhìn tới. Đó. Đây, con này thì anh em mình cắt yên tâm đi. Đó, cái rất là ngọt, hàng của Mỹ anh em biết rồi. Cái rất là cháy luôn ha. Và con này là size bự luôn nha anh em. Bây giờ tới là 20.5 gần 21 sen này. Rồi anh em thích cái kìm Mỹ này của Calentun á, mọi người chơi giúp em A18. Rồi con kìm Calentun em để giá 200 ha. A18 200.000. A19 một cây kìm mà cắt cáp của Felco Thụy Sĩ. Cái này thì anh em mình biết rồi, giá mới rất là cao luôn. Này thì em hàng 7. Này Felco ha, Max Sweet Max này. C7. Đó, con này thì cái lưỡi cắt nó còn rất là đẹp luôn, nguyên zin này, đó anh em thấy không? Mài mấy cái nào không có bị mẻ luôn. Đó. Lò xo. Đó, cứng cáp ha. Khóa nằm chỗ này. Chung là hàng 7 thì như thế nào là ok rồi. Vỏ nó hơi tác nhẹ ở đây một tí thôi. Chỉ còn anh em mình cắt là ok hết ha. Này, lưỡi cắt là không có bị mẻ, không biết gì nha anh em. Đó, của Feco ha, của Thụy Sĩ. Rồi con kìm của Thụy Sĩ này thì nó dài được là gần 20 sen. Em để giá 300 ha, 300.000. A19. A20 một cái kìm bấm chết của thằng Tribis, thằng chuẩn nội địa luôn. Đây. Tribis ha, Babis ha, made in Japan. Đó, dòng là dòng DS200. Ngoại hình thì nước xi nó còn khá là ok nha anh em. Đó, đây. Thấy không? Nước xi ok này, miệng mồm nó thẳng thốt. Đây. Đó, lò xo lãi rồi ok hết á. Không có vấn đề hết. Có điều rang thì người ta nó dùng thì nó có mòn tí ha. Đây.
Và thiết kế đây này nó có cái kiểu sọc như thế này nè anh em, mình thấy mình mở những ốc luôn ha. Đó, sọc này ha, ren cỏ người ta đã có xài. Đó, lưới cát đồ ok này, không có ái gì nha anh em. Đó, thì con này là size 200 thì mình đo được cái chiều dài tổng thể ra được là gần 20 cm này. Đó, 20 cm ha. Rồi anh em thích cái kiểu móng chết này chuẩn nội địa ha, của thương hiệu Terribit Made in Japan, mọi người cho giúp em là A20 giá 350. A21 có một cái cuộn thước dây 10 m, cuộn này sợi fiber, sợi thủy tinh ha. Đó, hai mạch số, còn các hàng mới nha. Thì cuộn này thì nó không có thương hiệu, cũng có thể là hàng Đài Loan nó xuất, nhưng mà về chất lượng thì anh em mình yên tâm. Đó, đây sợi fiber, sợi thủy tinh nha, dài 10 m và tình trạng của mình là gần như chưa xài. Đây là những cái chữ nhật này. Đó, mình quay vào. Đó, thì cuộn này em kiểm tra là không có vấn đề, anh em nó còn mới gần như chưa xài luôn á. Thì anh em nào thích cái cuộn 10 m này, mọi người cho giúp em A21 ha, 150.000. Tiếp theo A22. A22 thì em có một cái cưa của Sumat. Thì cái cưa này là em gắn vào mọi người, cho mọi người là một cái lưỡi cưa Thụy Điển nha, đây Made in Sweden này, thấy không, lưỡi này là lưỡi mới chưa xài. Đó, lưỡi mới chưa xài của Thụy Điển luôn nha. Đó, còn cái khung cưa này là của thương hiệu Sumat của Nhật ha, Japan. Đó, về hình thức cắn cưa là còn đẹp. Đây, phần thân này thì nó cũng có bị tróc xi nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Đó, một cây cưa của Somat ha. Thì nếu mà anh em hiện tại là cái lưỡi em Thụy Điển em gắn cho mọi người nên là cái lưỡi 25 cm. À, nếu mà người có lưỡi dài 30 cm thì mọi người sẽ tháo cái ốc này ra và mình sẽ di chuyển tới cái lỗ này, thì lúc này thì cán cưa của mình nó sẽ dài ra và mình sẽ gắn được lưỡi cưa 30 vào ha. A22 giá 180.000. A23 là một cái dụng cụ các móng cho động vật ha, có thể là đây đó, các móng cho thú này, thú cưng này ha. Đó, thì con này là dụng cụ này nó được gia công của hãng Honey nha, Honey Smell. Thì cái bộ dụng cụ này là nó được gia công tại Trung Quốc và nó xuất về thị trường Nhật. Market của mình là market 49 này. Đó, một cái dụng cụ cho nên mình chăm sóc thú cưng trong gia đình mình. Đó, mình dùng để cắt móng rồi này ha, cắt móng. Đó, đây nó làm bằng thép không rỉ nha, rất là đẹp và nó cũng mới luôn nha anh em. Đó, dụng cụ cắt móng ha, bằng thép không rỉ. Và cắn cái này thì anh em mình thấy nó làm bằng nhựa cứng, tổng chiều dài mình đo được là 13 cm. Và anh em thích cái dụng cụ cắt móng này, mọi người cho giúp em A23 giá 100.000. A24 và 25 thì em có hai cái thước lá còn rất là đẹp luôn, của thương hiệu Shinhwa. Đây, gần như là nó còn đẹp luôn anh em, không có bị trài xước luôn nha. Shinhwa hiệu kim cánh cụt nè, 300 mm ha, là 3 cm đó, không có bị trài xước luôn nha anh em. Đó anh em không, còn rất là đẹp luôn, nó gần như là làm mới luôn anh em. Đó, này Shinhwa ha, không có bị trài xước gì hết. Trên này là anh em mình tham khảo những thông số tắp riêu hay là hiện qua hệ mét được ha, rất là thuận tiện. Cái này em để giá 100.000. Đó, còn rất là đẹp ha. A24 100.000. A25 tương tự nha anh em, hai cây giống nhau. Đó, đây hai cây giống nhau, còn mới đẹp hết ra, không bị trài xước vậy đó. Này, 300 mm ha, vân thước rất là đẹp nha mọi người, không có bị trài xước vậy nha. Mà này tương tự tắp riêu. Rồi thì anh em là mình thích cái con thước này ha, mọi người cho em A25 cũng 100.000 ha. A25 100.000. Rồi A26 thì cái thước này là ba tắc, cái này nó còn vỏ bao bọc luôn, nên là anh em mình thấy nó không bị trà xước và tình trạng của mình còn khá là đẹp luôn. Thì cái này là hãng Imurai ha. À, Imurai này đó anh em ha, phần thước đường nhà này. À, thì con này là màu số chỉ đạo của mình là màu đen, nên mình thấy nó hơi chó thôi chứ còn không có bị trà xước gì nha, còn bao, còn đang bao ha. Này Made in Japan nha. Đó, sản xuất 100% tại Nhật này, Made in Japan. Bên này cũng có những thông số tắp riêu để anh em mình tham khảo. Đó, có cái bao nên là anh em thấy nó không có bị trài xước. À, sau khi sử dụng mình xong mình bỏ vào ha. Đó, không có bị trài xước ha. Rồi thì anh em là thích cái thước lá 60 cm ha. Con này thì nó cái thước lá này 6 tắc ha. Và mã số cho cái thước này của mình là 180.000, A26 ha. A26 180. A27. A27 thêm có một cái kìm ép cốt. Cái này là của thương hiệu Lotter dụng tâm hầm. À, tình trạng thì anh em mình thấy cái màu của mình cũng rất đẹp này, ram đen của mình nguyên si ha, nó hàng bãi. Này thông số của mình này toàn chữ Nhật không mà anh em.
Cái này thì có thể là bấm tất code 14 này, nghĩa là 14 này, 8, 5.5 và 2.2 ly ha. Đó. Của Lotto thì tôm hùm AK17 ha. Đó, nên thằng văn được thước rất là đẹp. Đó. AK17. Đó. À, lọ xo bóp rồi đắt là ok ha. Đó. À, không có relax nha, cứng cáp luôn, không có relax nha anh em. Thì cái kìm ép cốt này á, nó có tổng chiều dài mình đo được là 27 cm. Đó. Cái này A27 giúp em 250. A28, một cây mỏ led của Lotte thì tôm hùm ha. Con này thì hàng của Lotte nó xuất đi thị trường châu Âu nên anh em mình thấy cái hệ số của mình là hệ số in. Đó. Nippon Riki là tên công ty sản xuất. Made in Japan, xuất xứ nội địa Nhật. Tên hãng của mình là Lotte thì tôm hùm này. Con này nó còn khá là đẹp nha, anh em mình thấy môi ngầm đồ này nọ này. Không bị loe loét gì hết. Đó. Thẳng thốn và nó rất là dài ha. Đó. Rất chất lượng. Đó, môi ngầm bên trong này, đó nó có bị tróc xi nhẹ do người ta giặt xả nước thôi. Rồi, thì anh em thích cái cây mỏ lết size 250 ha, size 10 in này. Chiều dài 25 cm, độ mới ngầm 30 mm. A28. Giá 180.000. A29, một cây mỏ lết ngang. Đó, cái này thì cũng còn đẹp. Đó, người ta xả nước thôi, anh em mình thấy nó bị loe nhẹ trên đằng nào thôi. Còn bên này là còn rất là đẹp luôn này. Đó, cái này thì size 280 ha, Japan này. Size 280 mm của hãng Sankey. Đó là ngoại hình nước xe nên không trắng non ha, không bị xét xít gì hết. Rồi con này cái độ mở ngầm khi mà mình quay hết ra như thế này á thì nó sẽ mở được là 70 ha, 70 mm. Đó, bên trong nó còn tráng trẻo. Đó, rồi cái này em để giá 200.000. Đó. Gần như mới ha. Nước xe mới tinh nè. A29 giá 200.000. A30 một cái búp bi của OH. Cái búp bi này thì nó nặng tổng trọng lượng là 800 g tính luôn cán búa. Búp bi loại này là màu loại 1/1/2 này, đó, tổng chiều dài 35 cm. Đường kính đầu đóng búa của mình là 35 ly. Thương hiệu hãng OH. 1/1/2. Đầu búa. Cái này là đầu bi. Rồi cái búa này mã số của mình là A30. Giá 170.000. A31. A31 thì em có một cây búa tạ. Đây, cái búa tạ của OH luôn nha mọi người. Cái búa tạ của OH luôn. Đó. Cái búa này là đầu búa nặng 1.3 kg và cán của mình là cán gỗ thương hiệu OH ha. Đây. Em để hôm nay em thanh lý giá 200.000 luôn. Đó, nặng 1.5 kg nha, đầu búa là 1.3 kg rồi. Chìa khóa em bao ship luôn. Đó, con này đầu búa của mình là 4 cm. Mã số là A31 ha, 200. A32, một cái kim pro con cá. Này tình trạng của mình còn khá là đẹp nha. Đó, đúng không? Ren cỏ không có bị dập gì đó. Của thương hiệu hãng Hozan này. Nó Hozan ha. Đó, đây pro thì nó hay lắm. Đó. Tổng chiều dài của cây kim pro này. Nó dài được là 16 cm. Anh em thích cái kim pro này A32 ha, 60.000. 33. Em có một cái con Eto, cái này thì nói chung là môi ngầm còn đẹp này. Ta xả lướt thôi, đó không? Mùi ngầm nó thẳng thớm đẹp, không có bị dập cắn hay nhiều. Đó. Con này thì ngầm 38. Trọng lượng của mình cân được là 700 g. Đây, 38 mm ha. Và cái độ mở ngầm của con Eto này thì nó mở được là gần 4 cm nha anh em. Đó, gần 4 cm cũng khá là bự nha. Rồi. A33 giá 200.000. Thanh lý luôn ha. A33 giá 200.000. A34 thì con này chưa xài này, 100% chưa vệ sinh luôn. Hàng nội địa, chuẩn nội địa luôn. Đây Japan này. Đó, con này là con số 4. Số 4 này thì nó nặng được là 1.5 kg nha anh em. Con này nặng 1.5 kg gấp đôi con kia lận. Tình trạng chưa xài em chưa vệ sinh luôn nè. Đó, nói chung là bãi chưa vệ sinh nó còn đẹp nha anh em, nó anh em thấy màu sơn xanh của nó này. Đó, hai cốt này. Đó. Nói chung là cái này nó còn đẹp. Hàng bãi đẹp em chưa có vệ sinh luôn nha, chưa có vệ sinh luôn. Về là lái khang lao qua cho anh em thôi. Trong những con này thì nó còn đẹp nên là không có cần vệ sinh gì nhiều. Đó. Môi ngầm anh em mình thấy bên trong này. Đó, sọc sọc luôn ha. Đó. Còn mới, nói chung là còn đẹp. Anh em mà thích sưu tầm này này nọ thì mình chốt con này là ok. Có đóng ngầm mọc Japan bên trong này luôn ha. Rồi con này thì cái ngầm của mình là mình đo được là ngầm 70 70, là gần 72 nha, 72 75 như này. Độ mới của mình là tầm khoảng là 43 ly. Đó, 43 ly ha.
Đó, chi tiết nào cũng nói được, khá là mới. Cái này em để giá 300, anh em sưu tầm và mình xài. A34, A35 thì em có một cây chỉnh mũi hút cưa. Đó, cái này rất là quen thuộc rồi, nhưng mà cái dòng này thì anh em mình thấy này, của thằng Somat này, dòng này nó có cái nắp chặn này, là nhiều khi anh em mình bẻ đâu này nọ, lỡ là cái răng cưa nó bị gãy này nọ cũng không có bị vang vô ha, nên nó có kính như thế này ha. Thiết kế dòng này là dòng có kính này, thương hiệu Somat này, Japan này nữa ha. Nước sơn cũng còn rất là đẹp, màu xanh da trời. Đó, đây bên trong ha, mình quay cái này này để mình tăng chỉnh cái độ mở lưới cưa ha, nhỏ hay lớn. Rồi anh em thích cây chỉnh mở lưới cưa này, mã số của mình là A35, đi mã số ha. Rồi dòng này em để giá 230 nha, dòng này em để giá 230.000. A35, A36, A36 thì em có một cây vít lắc ha, vít lắc đảo chiều tự động của thương hiệu Sunplus. Đây, của thương hiệu Sunplus ha. Đây thiết kế ha. Saben, đó đầu sử dụng của mình ở bên nào là đầu vít BH2. Đó. Đảo chiều gạt xuống. Đây, gạt xuống này ha. Đó. Rồi con này thì nó dài tầm khoảng là 10 cm. Đây, 10 cm ha. Rồi anh em thích cây vít lắc này, mọi người cho giúp em mã số là A36, giá 100.000. A37 em có một cây Quaitaro, cái này thì em chưa có vệ sinh nữa, hàng 7 trong này ok hết nha anh em. Đây là cái phần đầu mũi bên này, nó vuông vức nữa ha. Đó, vuông vức không có bị tè tét hết. Đó, của thương hiệu hàng SK hàng nội địa. Đó, đây lát đảo chiều này, anh em mình tha mũi thì mình để vào cái nước giữa này. Đó, lúc này thì mình sẽ mở ra ha. Đó, mở nhỏ lên ha, mình kẹp. Thì cái này em nghĩ là chắc nó kẹp tầm khoảng là 5-6 ly trở lại thôi ha. Đó, vặn cứng lại, sau đó thì mình sẽ nhấn lên xuống để mình lát đảo chiều này. Đó, đảo lên đảo xuống. Đó. Rồi một cây Quaitaro tự động ha, mã số của mình cho cây Quaitaro này là A37, giá 150.000. A38 thì em có một cây cờ lê mở ốc nhanh của thương hiệu Hoàng Top Sa 250. Đó, đây steel ha. Đây, rang cỏ này anh em thấy này, còn khá là ok nha, khá là đẹp. Đó. Đây thì chỗ này nó có hơi bị dập tí do người ta xài thôi chứ cũng không có vấn đề gì ha, rang cỏ được còn rất là cao này. Đó, Sa 250 ha. Thì độ mở ngàm của con này nè, nó mở được là từ 15 ly cho tới 30 ly ha. Rồi. Con này mã số của mình là A38, giá 130.000 ha. A38 130.000. A39 thì một cây bào gỗ. Một cây bào gỗ ha, phần nào là mình bị inox này mình thép không rỉ. Bên này thì nó ốp nhựa cứng ha, của hãng Restory. Con này lưới bào nó còn mới này, đó sửa bào rất là nhám nha, không có mẻ mấy gì hết. Thì bên trong nó còn một cái lưới xay cua nữa đó. Đây mở cái này ra ha. Đó, thì bên trong nó có một cái lưới xay cua nữa này anh em, lưới xay cua và một cây lục giác để anh em mở cái này mình thay lưới đó. Rồi anh em thích cây bào gỗ loại này ha, nó có cái bản lưới sử dụng của mình là bản 5 phân chiều dài 25 cm, phần cao là 3 cm và phần ngang là 7 cm. Mã số là A39, giá 250. A40 thì em có một cái búa cao su này, cái búa này thì nó còn đẹp nha anh em, của hãng Kakamurit này. Thì cái hãng này là nó được gia công tại Trung Quốc, đây này made in China này ha, và nó xuất về thị trường Nhật mã gạch 49. Đến tay em giới thiệu cho mọi người thì nó là hàng bãi Nhật ha. Đó, đây tình trạng bên nào thì là người ta có gõ này, nó có những cái vết ha, nhưng mà tròn trịa không có bị loe vậy ha. Bên này thì nó chưa gõ, còn đẹp. Đó. Đây một cái búa cao su ha, thì cái búa cao su này nó nặng được là 600 gram ha, 600 gram tính luôn phần cán. Riêng cái phần nhựa này thì nó đã là 500 gram rồi, phần cán thêm 100 gram nữa thì nó nặng tổng trọng lượng là 600 gram. Dài là 34 cm, con này em để giá là 160.000 ha. A40 160, và mã số cuối cùng trong clip này A41. Em giới thiệu cho mọi người đó là một cây mỏ hàng của thương hiệu hãng Hako ha, hãng Hako. Nó con này là 30, công suất của mình là 30W, và lưu ý giúp em là anh em mình dùng điện 100V nha, chứ cắm điện 220V điện nhà của mình là nó hư ha. Đây 100V. Cái này thì nó chưa xài đâu anh em. Đó, nó còn ghim đồ này nọ, nó chưa có mở luôn này.
Thì cái đây em lấy cái đầu cho mọi người xem thôi này, đó. Đó, em không có khui ra làm gì luôn, đó. Cái bao rách cũng được, không vấn đề gì ha. Đó, là nó chưa xài nha anh em, chưa xài. Đó thì công suất 30W của hãng Seo. Đó, hãng Hakua nó gia công cho cái thương hiệu Seo này nè. Ha. Hàng nội địa Nhật nha. Rồi con này thì A41 nha. Cây mẫu hàng 30W này em để giá là 180.000. Rồi thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.